nghệ sĩ nhân dân Tạ Minh Tâm trốn viện sau ca mổ, lên hát vẫn còn đau. Nghệ sĩ nhân dân Tạ Minh Tâm kể, khi đi mổ, tôi đã báo cho ban tổ chức và họ đang rất lo lắng không biết xử lý như thế nào. Tôi đã cân nhắc rồi quyết định trốn viện để bay ra Hà Nội. Khi hát bụng vẫn còn đau lắm. Nghệ sĩ nhân dân Tạ Minh Tâm và con gái Tạ Minh Anh là khách mời của chương trình Khách sạn 5 sao phát sóng trên VTV3 trưa ngày 1 tháng 9. Nhắc đến nghệ sĩ nhân dân Tạ Minh Tâm, khán giả yêu nhạc sẽ nhớ ngay đến một trong những giọng ca nổi danh với nhiều ca khúc cách mạng bất hủ. Sở hữu chất giọng hào hùng nhưng trầm ấm tự nhiên, ông đã cống hiến cho âm nhạc suốt hơn 4 thập kỷ qua, mang đến nhiều ca khúc bất hủ. Một trong những ca khúc gắn liền với tên tuổi nghệ sĩ nhân dân Tạ Minh Tâm là Đất nước trọn niềm vui, mang đến cho ông huy chương vàng Hội diễn văn nghệ quần chúng năm 1977. Nam nghệ sĩ tập hát Đất nước trọn niềm vui từ năm 1516 tuổi và đồng hành với ca khúc đến bây giờ. Hiện tại, ở tuổi ngoài 60, nghệ sĩ nhân dân Tạ Minh Tâm vẫn say mê cống hiến cho âm nhạc và nghệ thuật. Bên cạnh sự nghiệp ca hát, nghệ sĩ nhân dân Tạ Minh Tâm còn tham gia đóng phim. Đặc biệt, vai diễn bác sĩ Hùng trong phim Blue Trắng để lại dấu ấn sâu đậm. Ông còn tham gia thêm các phim như Ngoại tình, Những ngôi sao biển, Nghề báo, Bên kia sông, Chủ tịch giao hàng. Dù chỉ là tay ngang, các vai diễn của ông đều chân thực và ấn tượng. Trong làng giải trí, nghệ sĩ nhân dân Tạ Minh Tâm nổi tiếng đa tài. Không chỉ ca hát, đóng phim, ông còn thử sức với công việc MC. Ông từng dẫn dắt nhiều chương trình được khán giả yêu thích như Ai thông minh hơn học sinh lớp 5, Tìm người bí ẩn, Thử thách, Chung sức. Dù nổi tiếng trong lĩnh vực ca hát, nghệ sĩ nhân dân Tạ Minh Tâm khiến khán giả bất ngờ khi chia sẻ trong chương trình Khách sạn 5 sao rằng ngày bé từng ước mơ làm phi công. Nghệ sĩ nhân dân Tạ Minh Tâm chia sẻ ngày bé muốn học piano mà không có tiền nên lấy phấn về phím đàn. Sau này, con gái Minh Anh trở thành nghệ sĩ piano, hiện thực hóa ước mơ của ba. Dù có những lúc học piano cũng hơi nản, Minh Anh cảm ơn ba mẹ rất nhiều vì luôn động viên mình. Cũng trong chương trình, khán giả lần đầu được thấy khúc cây kỷ niệm của hai vợ chồng nghệ sĩ nhân dân Tạ Minh Tâm và nghệ sĩ Bạch Vân. Khi còn trẻ, hai người thuê ký túc xá đối diện nhau, ngày nào nghệ sĩ nhân dân Tạ Minh Tâm cũng mang khúc cây ra mài và tập hát để thu hút sự chú ý của Bạch Vân. Khúc cây gồ ghề giờ đã nhẵn thím và được hai vợ chồng nghệ sĩ giữ gìn đến nay. Chiếc áo blue trắng được mang tới chương trình, gợi nhớ kỷ niệm đóng phim của nghệ sĩ nhân dân Tạ Minh Tâm và lần ông trốn viện bay ra Hà Nội để biểu diễn. Tạ Minh Tâm là một trong những giọng ca chủ lực của chương trình Khát vọng, Tỏa sáng, chào mừng thành công Đại hội 13 của Đảng ngày 2 tháng 2 năm 2021 tại Hà Nội. Trước ngày bay ra Hà Nội, ông bị đau ruột thừa cấp và phải mổ gấp. Do viêm ruột thừa gây áp xe nên ca mổ của Tạ Minh Tâm khá nghiêm trọng, phải kéo dài hơn 3 giờ. Sau khi mổ, bác sĩ đề nghị Tạ Minh Tâm phải ở lại bệnh viện thêm ít nhất 10 ngày để theo dõi. Tuy nhiên, ông vẫn lén trốn bác sĩ ra Hà Nội thực hiện chương trình. Chương trình lớn như chào mừng đại hội đảng rất quan trọng, đã được lên kế hoạch cụ thể và chi tiết nên mỗi lần thay đổi sẽ rất khó khăn. Khi đi mổ, tôi đã báo ban tổ chức và họ lo lắng không biết xử lý thế nào. Tôi cân nhắc rồi quyết định trốn viện để bay ra Hà Nội. Khi hát bụng vẫn còn đau lắm nhưng tôi tiên lượng sức khỏe của mình. Hơn 40 năm trong nghề, tôi hiểu còn có thể hát mới làm thế chứ không thể liều mạng được, nghệ sĩ nhân dân Tạ Minh Tâm kể. Sau khi hát, ông phải vào bệnh viện điều trị tiếp, dù bác sĩ có trách, ông vẫn vui vì đã hoàn thành nhiệm vụ. Như thường lệ, món quà bất ngờ được để dành ở cuối chương trình. Hai quản gia chuẩn bị tặng gia đình nghệ sĩ nhân dân Tạ Minh Tâm 4 chiếc áo in hình gia đình. Con gái Tạ Minh Anh đọc lá thư của mẹ ở thành phố Hồ Chí Minh và chị gái Tạ Bạch Dương đang học thạc sĩ mỹ thuật ở Thái Lan gửi bố. Hai bố con cũng bật mí về hai thành viên vắng mặt còn lại và gửi lời chia sẻ đến mẹ và chị. Chương trình kết thúc bằng tiết mục con gái đàn và ba hát.